mà bạn chuẩn bị về đen Nga, về đen Nga, khi chúng ta in từ máy tính hoặc là chúng ta có photo ở trên mặt kính, photo trên mặt kính và bản photo ra thì hoàn toàn bình thường, không có vệt sọc kẻ. Nhưng khi chúng ta cho lên trên cái bộ phận tự động, chúng ta bấm chụp, thì bản photo ra có một cái vệt kẻ ngang như này. Thì đây là một cái lỗi mà rất hay gặp. Thì bây giờ tôi hướng dẫn các bạn cách xử lý. Cái thứ nhất, chúng ta lật cái bộ phận tự động mảng bản gốc lên trên đây, và ở đây có một cái miếng kính nhỏ. Thế ở trên cái miếng kính này sẽ có một chấm nhỏ, là chúng ta phải cần lấy cái giấy ẩm, lấy cái rẻ ẩm, cho cái nước rửa kính hoặc là những cái dụng cụ để vệ sinh laptop, để chúng ta xịt vào những cái giấy, xịt như vậy, chúng ta lau sạch cái bề mặt của cái miếng kính nhỏ trên đây, và chúng ta nhìn quan sát kỹ, không còn cái vết chấm nào nữa. Chúng ta lau sạch kính. Và đây là cái bản photo khi vừa tôi vừa lau cái mặt kính, thì nó sẽ không còn cái vệt kẻ ngang. Đây là cái bản mà trước khi chưa lau kính, và đây là khi mà sau khi lau.